Thưa quý vị, vòng loại bảng D giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ do báo Thanh Niên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tổ chức đã khai mạc vào chiều qua 12 tháng 1 trên sân vận động Bảo Thành. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bà Trần Ngọc Thân, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ông Trương Đức Nghĩa, tổng biên tập báo Bà Rịa Vũng Tàu cùng đông đảo sinh viên khán giả hâm mộ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Vòng loại bảng D giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ quy tụ 6 đội bóng gồm Trường Đại học Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Dầu khí Việt Nam và Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Với 6 đội, ban tổ chức chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội xếp nhất mỗi bảng vào đá trận play-off, giành một suất tham dự vòng chung kết. Cơ sở vật chất tốt, có sự đầu tư, sự quan tâm của lãnh đạo, thì tôi hy vọng là các đội sẽ đá rất là đẹp và hay. Hy vọng là đội của khu vực lọt vào chung kết sẽ có huy chương tại giải. Trong ngày khai mạc giải đã diễn ra 2 trận đấu với kết quả Đại học Bình Dương thắng Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 4-3, Đại học Công nghệ Đồng Nai thua 2-4 trước Đại học Thủ Dầu Một. Vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam 2024 có 64 đội bóng tham dự, 1.472 cầu thủ tham gia. Trong đó, các trận đấu vòng loại bảng D khu vực Đông Nam Bộ sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2024 tại sân vận động Bầu Thành, huyện Long Điền.